chị đến từ Hạ Long và Quảng Ninh rất là xa. Vâng, chị nhận ra vậy cái lý do vì sao mà ở khoảng cách địa lý rất là xa như vậy nhưng mà mình vẫn qua đi cây để chị bởi vì là có rất nhiều bạn bè của chị làm ở đây rồi ấy, rất là đẹp và chị cảm thấy là khá là ưng những cái dáng cũng như là sợi lông mày làm được mấy năm rồi rất là đẹp lắm. Dạ. Thế nên là chị muốn qua và chị muốn trải nghiệm sự cũ ấy. Thì chị Nhật ơi, trước khi mà để mọi người chiêm ngưỡng cặp lông mày mới của chị thì chị có thể chia sẻ một vài cái điểm lông mày cũ của mình nó như thế nào không ạ chị? Trời ơi, lông mày cũ của chị thì đúng là thảm họa luôn, bởi vì là trước khi chị có sử dụng công nghệ laser cũ ấy thì nó làm sẹo, cái lông mày của chị khá là sẹo luôn và chị cũng đã từng làm điêu khắc rồi nhưng mà nó không lên được sợi. Đó nghĩa là và khoảng tầm vài tháng thôi nó vỡ hết sợi, thậm chí nó không lên được đâu. Đấy, và nó bị chỗ đỏ. Thì không biết trong cái quá trình mà laser ở cái cơ sở cũ, ở cái công nghệ cũ như vậy thì nó có khiến chị đau đớn hay là khó chịu? Đau cho em mỗi lần mà chị có cái mũi tê rồi ấy, mà chị còn gồng người lên. Đó là chị cũng đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ thẩm mỹ nhưng mà chị cảm thấy không đau bằng mình xóa lông mày thì khá đau luôn. Vậy hôm nay thì mới khi mà mình xóa ở tại DK thì mình thấy thế nào ạ chị? Chị có gì? Cảm thấy rất là nhẹ nhàng thôi và lông mày thì còn nguyên. Có nghĩa là chị có thể đợt trước bị xóa thì là chị có thể về nhà chị vẽ lông mày bình thường và đi chơi mọi thứ đều bình thường luôn. Thậm chí hôm nay khi mà xóa xong mà chị làm thì chị cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đớn hay gì cả. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Tức là cái quá trình laser ở tại DK nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh đúng không ạ chị? Vâng.